Trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới đóng vai trò hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển, cũng như năng suất, sản lượng của cây trồng. Chính vì vậy, việc triển khai các giải pháp quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn được chú trọng thực hiện. Tại thị xã Đông Triều, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập lớn nhỏ với tổng dung tích trữ nước khoảng trên 35,3 triệu mét khối, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch năm 2022, công ty thủy lợi Đông Triều dự kiến cung cấp nước tưới cho gần 10.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp và ao đầm nuôi trồng thủy sản của 19 trên 21 xã phường trên địa bàn. Như những cái năm trước đây, đặc biệt năm 2022 thì đã qua cái vụ đông xuân, thì chúng tôi đã phục vụ tốt, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới cho 100% diện tích đã ký hợp đồng, không để xảy ra cái tình trạng thiếu nước gây ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn. Hiện tại thì tất cả các hồ chứa nước, 18 cái hồ chứa nước do công ty chúng tôi quản lý, thì cái trữ lượng nước ở các hồ chứa đảm bảo tốt việc phục vụ cho cái vụ mùa hiện đang diễn ra. Ngoài ra các cái trạm bơm tưới, trạm bơm tiêu của chúng tôi cũng đã được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo cho công tác phục vụ đầy đủ cái việc cung cấp nước tưới cũng như cái việc tiêu thoát nước nếu có mưa to gây ra úng lụt trên địa bàn. Để chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều đã rà soát lại hiện trạng mực nước ở tất cả các hồ đập, đồng thời yêu cầu các cụm thủy nông phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên theo dõi mực nước trên đồng ruộng để lên lịch cấp nước cụ thể cho bà con, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Gia đình tôi thì cấy 5 sào, và cái diện tích của cả khu, thí dụ như một cái khu này thì là trên 70 hectare cơ, nó là nhiều, nhưng mà nói chung là về cái phần nước tưới tiêu ấy thì là nói chung gia đình tôi mà cũng như là cả phường này là đều tưới tiêu đầy đủ, không có vấn đề gì xảy ra cả, nước non điều hòa thuận lợi, vụ vừa rồi cho thu hoạch là cũng được trên 60 tạ/ha. Tổng diện tích tưới tiêu 6 tháng đầu năm 2022 của công ty tại thị xã Đông Triều là 6.297,63 ha, đạt tỷ lệ 61,51% so với kế hoạch giao. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên theo dõi thông tin dự báo khí tượng thủy văn để nắm bắt được sự biến đổi của khí hậu, hạn hán, lũ lụt để có biện pháp phòng tránh kịp thời khi có thiên tai xảy ra.